Sáng nay, triển lãm về máy móc thiết bị công nghệ sản xuất và công nghệ chế tạo phụ tùng công nghiệp lần thứ 15 Việt Nam Manufacturing Expo 2024 đã được tổ chức tại Hà Nội. Triển lãm được tổ chức nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp phụ trợ trong nước, cung ứng giải pháp công nghệ tiên tiến, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Việt Nam Manufacturing Expo năm nay có sự tham gia của hơn 200 thương hiệu máy móc và thiết bị từ hơn 20 quốc gia trên thế giới, trong đó có nhiều tập đoàn lớn có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ như Samsung, Parker, Majid. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận xu hướng mới, đặc biệt về tối ưu hóa năng suất và chuyển đổi dây chuyền sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Báo cáo của Bộ Công Thương, nền kinh tế Việt Nam đang tiếp tục phục hồi mạnh mẽ với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,54% trong 6 tháng năm 2024. Trong đó, ngành chế biến chế tạo ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng là 8,67%, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng chung của nền kinh tế. Theo Cục Thống kê, thành phố Đà Nẵng trên cơ sở những khởi sắc 6 tháng đầu năm, tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của thành phố trong tháng 7 và 7 tháng năm 2024 tiếp tục đà tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái. Cán cân thương mại hàng hóa 7 tháng năm 2024 tiếp tục duy trì xuất siêu gần khoảng 334 triệu đô la Mỹ. Năm 2024, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về triển khai các giải pháp hỗ trợ, tạo thuận lợi thương mại, thu hút đầu tư để gia tăng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn thành phố, Cục Hải quan Đà Nẵng đã triển khai chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Trong 7 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn Đà Nẵng ước đạt hơn 1,87 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa ước hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,7%, nhập khẩu ước đạt hơn 768 triệu đô la Mỹ, tăng gần 25%. Cán cân thương mại hàng hóa 7 tháng đầu năm tiếp tục duy trì xuất siêu gần 334 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giải trình một số nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng về dự thảo nghị định điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu. Bộ đề xuất 2 phương án chính sách cho điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu có đấu nối với hệ thống điện quốc gia. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu nghiên cứu căn cứ cơ sở thực tiễn của nguồn điện, cơ cấu các nguồn điện theo đặc thù của từng vùng miền để có chính sách khuyến khích huy động điện mặt trời đối với từng khu vực, vùng miền phù hợp. Với yêu cầu này, Bộ Công Thương tiếp thu và đề xuất 2 phương án chính sách cho điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu có đấu nối với hệ thống điện quốc gia, có quy mô công suất theo quy hoạch phát triển điện lực quốc gia đã được phê duyệt. Phương án 1, nếu không dùng hết, được bán lên hệ thống điện quốc gia nhưng không quá 20% công suất lắp đặt thực tế tại khu vực miền Bắc và không quá 10% tại các khu vực còn lại, bao gồm cả khu vực Tây Nguyên. Phương án 2, nếu không dùng hết, được bán lên hệ thống điện quốc gia nhưng không quá 10% công suất lắp đặt thực tế. Thưa quý vị, thời gian qua, tình trạng nhập lậu, vận chuyển và tàng trữ trái phép thuốc lá nguyên liệu dạng lá qua biên giới tỉnh Cao Bằng diễn ra phức tạp. Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng và các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để ngăn chặn và giảm thiểu tình trạng này. Thế nhưng, để có một giải pháp căn cơ chấm dứt nhập lậu thuốc lá nguyên liệu vẫn là bài toán khó. Thả trôi từng bao tải qua sông là một trong nhiều cách mà các đối tượng buôn lậu thuốc lá từ bên kia biên giới về Việt Nam tiêu thụ. Tại xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, khu vực dòng sông Quây Sơn là tuyến đường vận chuyển chính, nhất là khi mùa mưa lũ. Tại phía Việt Nam thì các đối tượng bất chấp nguy hiểm tìm mọi cách đón hàng. Các đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu chủ yếu là cư dân sống ở biên giới. Hiện nay là các đối tượng thường xuyên sử dụng các vật dụng như ghe, thuyền để thẩm lậu hàng hóa qua đường sông, hoặc là sử dụng người bốc vác hoặc là động vật để đi qua các mốc của biên giới. Và khi gặp các lực lượng chức năng thì các đối tượng thường xuyên là bỏ lại hàng và bỏ chạy. Các đối tượng thường chia thành nhiều nhóm nhỏ từ 5 đến 7 người, lập nhóm kín, web chat, Zalo để thống nhất vận chuyển và tập kết trong nhà dân. Sau đó tìm cách hợp thức hóa thành nguyên liệu thuốc lá cho người dân địa phương trồng để vận chuyển vào nội địa tiêu thụ. Cái phương tiện mà để cơ động làm thực hiện nhiệm vụ trên sông của các lực lượng ở tại địa phương thì không đảm bảo quân số của đơn vị, thì thực hiện nhiệm vụ là kéo dài. Đấy. Đến thời điểm này là cũng 14 tháng rồi. Đấy, là thường xuyên làm 24/24, nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của cán bộ chiến sĩ. Các lực lượng đứng chân trên địa bàn gồm biên phòng, công an và hải quan thì luôn luôn là thực hiện các biện pháp nghiệp vụ như là tuần tra kiểm soát chống buôn lậu 24/24, ngăn chặn không cho xảy ra những sự việc nổi cộ. Tình trạng thuốc lá nhập lậu qua biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng bắt đầu nóng lên từ cuối năm 2023. Từ tháng 6 năm 2024 đến nay, tình hình vận chuyển càng phức tạp, số người dân tham gia vận chuyển ngày một đông. Với nhu cầu tiêu thụ lớn, lợi nhuận cao, nên tuyến biên giới các huyện Trùng Khánh, Hà Quảng luôn là điểm nóng của mặt hàng này từ nhiều năm nay. Do đó, rất cần sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng chức năng để đưa ra các biện pháp ngăn chặn tình trạng này.